Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với 12.000 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn với thần thái oai nghi, dung nhan thanh tịnh đẹp đẽ, toàn thân Ngài phóng ra quang minh rực rỡ. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay dung nhan của người thật là thanh tịnh, oai quang rạng rỡ bốn phương. Con từ trước đến nay chưa từng thấy qua sắc tướng tốt đẹp vi diệu thù thắng như thế của người. Con nghĩ nhất định là người có bài pháp vi diệu thù thắng muốn tuyên giảng cho đại chúng nghe. Lành thay A Nan, ta vì lòng đại bi vô tận, thương xót hết thảy chúng sanh trong tam giới, mà đến thế gian này rộng truyền thánh giáo, nhằm cứu độ những chúng sanh vô tri trong thế gian, giúp người đời hiểu rõ chân lý, đạt được lợi ích. Phật pháp thật khó có thể gặp được, vô lượng ức vạn năm mới xuất hiện một lần. Thế nên A Nan, ông hãy lắng nghe cho thật kỹ. Ta sẽ vì ông mà tuyên giảng Phật pháp. Trong quá khứ vô số kiếp lâu xa, không thể nghĩ bàn, có các đức Phật đỉnh quang Như Lai, quang viễn Như Lai, nguyệt quang Như Lai, chiên đàn hương Như Lai, thay phiên xuất thế giáo hóa chúng sanh. Sau đó có một vị Phật là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ra đời. Ngài trụ thế giáo hóa chúng sinh trong 42 kiếp. Lúc bấy giờ có một vị quốc vương, sau khi nghe Phật thuyết pháp, thoát nhiên khai ngộ, phát tâm cầu chứng Phật đạo. Ngài từ bỏ ngôi vị, xuất gia làm sa môn, hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo tài đức hơn người, dũng mãnh tinh tấn, không ai sánh bằng. Ngài đến trước Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cầu Phật chỉ dạy. Bạch Thế Tôn, con đã phát tâm cầu đạo vô thượng chánh giác, xin người vì con mà rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành,
thành tựu cõi nước Tịnh Độ trang nghiêm thanh tịnh, để con đời này chóng thành chánh giác, dứt sạch gốc khổ sanh tử. Như ông từ trước đến nay đã một lòng tu hành như thế, vậy ông nên tự biết làm thế nào để thành tựu cõi Phật trang nghiêm. Ý nghĩa của việc thành tựu cõi Phật trang nghiêm thật quá sâu rộng, với năng lực của con vẫn chưa thể nào hiểu được. Cúi xin Thế Tôn vì con mà rộng nói các cõi nước của chư Phật Như Lai và các pháp để đạt được thành tựu. Sau khi con nghe được rồi, sẽ như pháp mà tu hành, nhằm thành tựu viên mãn cõi nước của con. Ví như có người lượn nước biển, trải qua vô số kiếp kiên trì nỗ lực, còn có thể đến đáy lấy được kho tàng trân bảo dưới đáy biển. Nếu có người chí tâm tinh tấn, một lòng cầu đạo không dứt, nhất định sẽ đạt được thành quả. Vậy thì có nguyện gì mà lại chẳng thành? Thế rồi Thế gian Tự Tại Vương Như Lai đã dùng thần lực mà giới thiệu cho tỳ kheo Pháp Tạng 210 ức cõi nước Tịnh Độ của chư Phật. Đồng thời Ngài còn giảng giải rằng, trong các cõi nước Phật đó, do chúng sanh có những việc thiện ác không như nhau mà hình thành nên cõi nước không như nhau. Pháp Tạng tỳ kheo sau khi nghe Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai giảng về các cõi Phật thanh tịnh, khảo sát kỹ càng, liền lập thệ nguyện rộng lớn, vì để tích lũy công đức cần có cho việc thành tựu cõi nước Phật trang nghiêm, Ngài đã chuyên tâm một lòng tinh tấn tu trì trong thời gian năm đại kiếp. Bạch Thế Tôn, con đã hoàn thành việc tích lũy công đức tu hành cần thiết để trang nghiêm cõi nước Tịnh Độ. Vậy ông nên tuyên nói đại nguyện của mình, để hết thảy đại chúng sanh tâm hoan hỷ, khiến cho các hàng Bồ Tát sau khi nghe rồi có thể đến cõi nước Tịnh Độ của ông hồng đáp ứng nguyện vọng vãng sanh Tịnh Độ của hết thảy chúng sanh. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, xin người thương xót nghe cho. Con xin nói rõ các đại nguyện của mình. Có thể biết rõ tâm niệm của các chúng sanh
trong vô lượng cõi nước Phật ở mười phương, nguyện được thần túc thông, khởi một sát na ý niệm liền siêu vượt ngàn vạn ức cõi Phật, nhờ thần lực và công đức trong cõi tịnh độ của con sẽ không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương thế giới tu tập theo hạnh nguyện phổ hiền. Nếu không được như nguyện, con sẽ không thành Phật. Khi con thành Phật, nguyện các hàng Bồ Tát trong nước con có được hết thảy trí huệ và biện tài vô ngại. Nếu không được như nguyện, con sẽ không thành Phật. Con lập nguyện hơn đời, tất đến đạo vô thượng. Nguyện này nếu không toại, thì không thành chánh giác. Còn trong vô lượng kiếp, nếu không làm vị đại thí chủ, cứu khắp kẻ cùng khổ, thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật đạo, danh hiệu siêu vượt khắp mười phương,
Nếu có nơi nào không nghe được danh hiệu con thì không thành đẳng giác. Ly dục sâu chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh, chí cầu vô thượng tôn, làm thầy của trời người, quyết thành vô thượng chánh giác. Sau khi Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trước mặt thế gian tự tại Vương Như Lai phát ra những đại nguyện này rồi, an trụ trong trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, chuyên tâm tu hành, cõi nước Phật mà Ngài thành tựu vô cùng rộng lớn, có đủ hết thảy tướng trang nghiêm, có thể khiến cho tất cả chúng sanh thành tựu công đức vượt hơn các cõi Phật khác, đáng được tôn xưng là tối thắng đệ nhất. Bồ Tát Pháp Tạng là vị Phật quá khứ đã diệt độ, hay là vị Phật còn đang tại thế, hay là vẫn chưa thành Phật? Bồ Tát Pháp Tạng hiện đã thành Phật, hiệu là A-di-đà Phật, cũng gọi là Phật Vô Lượng Thọ. Quốc độ của Ngài ở phương Tây, cách nơi chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, cõi đó gọi là thế giới Cực Lạc. Ngài thành Phật đến nay đã được 10 đại kiếp. Thế giới Cực Lạc của A-di-đà Phật dùng 7 loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não làm thành đại địa rộng rãi bằng phẳng, ánh sáng chói ngời, vi diệu thần kỳ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt hơn hết thảy các cõi Phật trong 10 phương. Nơi đó không có núi tu gì, không có đất đá núi non, cũng không có sông biển lớn nhỏ, kênh gò hầm hố. Nhưng nhờ vào Phật lực, nếu muốn nhìn thấy, cảnh vẫn có thể hóa hiện. Cõi đó không có 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng không có sự thay đổi khí hậu của 4 mùa xuân hạ thu đông, không lạnh cũng không nóng, điều hòa dễ chịu. Quang minh thần kỳ và uy nghiêm của A-di-đà Phật không gì có thể sánh, là ánh sáng tối tôn, vua trong các Phật. Quang minh rạng rỡ của Ngài phổ chiếu các nước Phật trong 10 phương. Chẳng những hôm nay ta khen ngợi quang minh của Ngài, mà hết thảy chư Phật Bồ Tát trong 10 phương cùng chúng thanh văn duyên giác cũng đang đồng tán thán. Nếu có chúng sanh nhìn thấy hoặc nghe thấy oai thần và công đức quang minh của Phật A-di-đà, ngày đêm xưng danh tụng niệm, chí tâm không gián đoạn, thì có thể như nguyện được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Oai thần quang minh của Phật A-di-đà đẹp đẽ thù thắng. Nếu ta ngày đêm giảng nói không ngừng trong 1 đại kiếp, vẫn không thể nào nói cho hết được. Thỏa mãn dài vô lượng của Phật A-di-đà cũng không thể nào nói hết, không thể nào tính đếm được. Thế nên Ngài còn được xưng tán là Phật Vô Lượng Thọ. Đạo tràng của Phật A-di-đà có cây báu to lớn, cao 400 vạn dặm. Thân cây cao to vô cùng, chu vi rộng 5.000 do tuần, cành lá vươn ra 4 phía 20 vạn dặm.
Cây bồ đề này do tất cả báu vật tự nhiên hợp thành, ngàn vạn màu sắc đan xen chiếu sáng, phát ra vô lượng ánh sáng, chiếu diệu vô biên. Khi có gió nhẹ từ từ thổi đến, các cành lá phát ra vô lượng âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu được phát ra từ cây bảy báo này thù thắng hơn âm nhạc của các đế vương trong thế gian ngàn ức lần, so với âm thanh trong mười phương thế giới là tối thắng đệ nhất. Nếu như chúng sanh nhìn thấy cây báo này thì có thể đạt được ba loại pháp nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Đây đều là do sức oai thần của Phật A-di-đà mà đạt được. Chúng sanh ở thế giới cực lạc đều có đủ hình tướng thanh tịnh trang nghiêm và thanh âm mỹ diệu, thần thông tự tại vô ngại. Cung điện, y phục, hương hoa và lương thực cùng các đồ dùng của họ đều đầy đủ sung túc như cõi trời vậy, tùy theo ý niệm mong muốn mà hóa hiện ra. Khi muốn ăn thức ăn gì, chén bát bằng bảy báo tự nhiên hiện ra trước mặt. Các loại thức ăn đồ uống thơm ngon đều hiện đầy trong chén bát. Những món ngon mỹ vị là như thế, nhưng không phải thật ăn. Khi nhìn thấy màu sắc của thức ăn đồ uống, ngửi thấy mùi hương, trong ý niệm tự nhiên có cảm giác no đủ. Những chúng sanh vãng sanh về thế giới cực lạc thấy điều an trụ trong chánh định, nhất định sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao vậy? Bởi vì cõi đó không có tà định tụ và bất định tụ. Vô số chư Phật trong mười phương thế giới đều xưng tán oai thần công đức bất khả tư nghị của Phật A-di-đà. Nếu có chúng sanh chỉ nghe đến danh hiệu của Phật A-di-đà mà có thể sanh tâm hoan hỷ, tin tưởng, nhớ nghĩ thọ trì danh hiệu A-di-đà Phật, quy y cúng dường, rồi đem hết thảy công đức thiện căn chí tâm hồi hướng vãng sanh về thế giới cực lạc. Tu tập như vậy có thể tùy theo hạnh nguyện đó mà vãng sanh. Trên đường tu hành vĩnh viễn không thoái chuyển, cho đến sau cùng sẽ chứng đắc quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngoại trừ những người phạm trọng tội ngũ nghịch hoặc hủy bán chánh pháp, những người này không thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Đối với oai thần tối tôn của A-di-đà Phật, chư Phật Như Lai trong vô lượng vô biên thế giới ở mười phương không vị nào mà không tán thán. Các hàng Bồ Tát trong vô số cõi Phật ở mười phương thế giới đều đến thế giới cực lạc để lễ bái cúng dường A-di-đà Phật, đồng thời lắng nghe và truyền bá giáo pháp cùng kinh điển của Phật. Các Bồ Tát ở thế giới cực lạc sau cùng sẽ đạt đến địa vị nhất sanh bổ xứ thành Phật về sau. Ngoài trừ những Bồ Tát vì chúng sanh phát đại thệ nguyện, các ngài sẽ dùng công đức của thệ nguyện mà tự hành trang nghiêm, rồi đi cứu độ giải thoát cho hết thảy chúng sanh. Chúng thanh văn ở thế giới Tây Phương cực lạc trên thân phát ra ánh sáng có thể chiếu đến một do tuần, quang minh của Bồ Tát có thể chiếu đến 100 do tuần. Trong đó có hai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, một vị là Quán Thế Âm, vị thứ hai là
Đại Thế Chí, oai thần quang minh của hai vị Bồ Tát này chiếu đến 3.000 đại thiên thế giới. Những Bồ Tát đã vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thường tùy thuận trí huệ của chúng sanh mà tuyên giảng chánh pháp đối với hết thảy sự vật trong thế giới Cực Lạc, không hề có ý niệm nhiễm trước, chiếm hữu, làm của riêng mình. Dù đến hay đi, tâm của các ngài không hề bị chướng ngại ràng buộc, tùy ý tự tại, không phân biệt đây kia, không hề có chút tâm hơn thua tính toán. Những vị Bồ Tát này đã điều phục được thân tâm nhu nhuyễn, không có tâm sân hận. Đối với hết thảy chúng sanh đều mang tâm đại từ bi, làm lợi ích chúng sanh, không hề mệt mỏi giải đãi. Các ngài đã diệt được tất cả phiền não, hành Bồ Tát đạo, thành tựu vô lượng công đức. Các ngài không biết mệt mỏi, nhất tâm cầu pháp, thuyết pháp, tu lục hòa kính, thực hành bố thí pháp, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, tinh tấn, hết thảy trí huệ đều được đầy đủ, cùng kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật tán thán. Công đức và trí huệ của Bồ Tát và Thanh Văn ở thế giới Cực Lạc vô lượng vô biên, không thể nào nói hết được. Thế mà người thế gian trong cõi ngũ trược ác thế, thống khổ khó khăn, lại đi so đo tính toán, làm những việc mưu lợi vụn vặt vô ích của thế tục, lao nhọc khổ cực, tính kế sinh nhai để mưu cầu cuộc sống. Bất luận là nam nữ già trẻ, người có tiền hoặc không tiền, cũng đều lao tâm khổ trí về nhà cửa, tài sản, cái ăn, cái mặc. Người giàu cũng không an, sợ tai họa làm tổn hao tài sản, giặc cướp lấy đi, sợ oan gia trái chủ báo thù, bức bách. Những nỗi lo sợ này khiến cho bản tâm vốn thanh tịnh bị tán loạn, dày dò đầy ắp những nỗi phiền não âu lo. Nếu người có mong cầu mà không toại nguyện, thì thân tâm mỏi mệt, đứng ngồi không yên, sống trong đau khổ. Còn những người không chịu hành thiện pháp, sau khi mạng chung phải đành cô quạnh lẻ loi mà đi luân hồi, ngay cả việc chuyển sanh vào nơi nào đều không hay biết. Ở thế gian, làm cha con anh em, vợ chồng thân quyến, đến lúc sanh tử biệt ly thì đau khổ vô cùng. Bởi vì đôi bên thương yêu tưởng nhớ lẫn nhau, nên ưu sầu vương vấn, dẫn đến chết đi sống lại mỏi mệt, luân hồi trong ngàn ức kiếp, không cách gì giải thoát. Thật khổ không nói nên lời, thật đáng thương xót. Các ông hãy nên tư duy tường tận rằng vinh hoa phú quý không thể giữ được dài lâu, sau cùng cũng sẽ bỏ ta mà đi. Lúc mất rồi chỉ đem đến sự đau khổ, không có gì gọi là vui cả. Các ông hãy nên xa lìa các loại ác nghiệp, chọn làm việc lành, cần mẫn tinh tấn tu hành, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu được sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí huệ liền có thể thông đạt thấu suốt, có được công đức rất lớn. Chớ nên để tâm thuận theo dục vọng, phụ lòng kinh giáo giới hạnh, bị bỏ lại phía sau người khác. Nếu các ông có chỗ nào nghi vấn khó hiểu, có thể nêu ra, ta sẽ vì các ông mà giải thích. Phật Đà là bậc tôn quý của trời người. Những lời Đức Phật nói đều là các pháp thiền diệu. Còn tư duy cặn kẽ thì thấy chúng sanh trong thế gian quả thật đúng như lời Phật nói. Hôm nay nhờ Đức Phật từ bi khai thị về đại đạo giải thoát, khiến tai và mắt của chúng con được nghe nhìn hiểu rõ và được độ thoát. Con và đại chúng không ai là không hân hoan vui mừng.
Này Di Lặc Bồ Tát, ông tu hành Bồ Tát độ chúng sanh từ rất lâu rồi. Kể từ khi ông đắc đạo đến nay đã trải qua vô số kiếp không thể tính đếm được. Ông và chúng sanh trong mười phương cũng đã trải qua luân hồi trong rất nhiều kiếp rồi. Những nỗi u khổ không thể nào nói cho hết được. Mãi cho đến ngày nay gặp được Phật Đà, nghe được kinh giáo, lại còn nghe diệu pháp về Phật A-di-đà, thật là quá. Giống như Di Lặc Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, còn có vô số vị tiểu hạnh Bồ Tát, cùng với công đức tu hành vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Không những các vị Bồ Tát trong thế giới này của chúng ta sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc, mà chúng sanh trong các cõi Phật khác cũng sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Các chúng Bồ Tát từ vô lượng cõi Phật trong mười phương thế giới vãng sanh đến thế giới Cực Lạc nhiều đến số không thể tính đếm được. Chỉ kể tên những cõi Phật ấy, dùng thời gian của một đại kiếp cũng không thể kể ra hết được.
Nếu có người nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, sanh tâm hoan hỷ ưa thích, trong vòng một niệm quy y lễ kính A-di-đà Phật, nên biết người như vậy sẽ có lợi ích lớn, sẽ có công đức vô thượng. Phải biết rằng có rất nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được. Nếu có chúng sanh nào có thể nghe và thọ trì kinh này thì có thể cầu được đạo vô thượng, bất thoái chuyển trong Phật Pháp. Thế nên các ông hãy chuyên tâm tính thọ, trì tụng, tuyên nói phụng hành. Ta này vì các ông nói kinh Pháp này là muốn cho các ông có thể nhìn thấy được A-di-đà Phật và thế giới cực lạc xinh đẹp. Các ông nên tận lực cầu lấy, đừng để sau khi ta diệt độ mà sanh tâm nghi hoặc. Về sau, khi kinh giáo diệt tận, ta vì lòng từ bi thương xót mà đặc biệt lưu lại kinh này ở thế gian 100 năm. Khi đó, nếu có chúng sanh nào gặp được bộ kinh này, tùy theo sở nguyện của người đó mà được độ thoát. Phật ra đời trong thế gian này là cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp. Kinh Pháp mà Phật thuyết càng khó có thể được nghe. Ngay cả các pháp tu hành thù thắng của Bồ Tát cũng khó có thể nghe được. Cho dù gặp được thiện tri thức thuyết pháp, có thể ứng dụng vào công phu tu hành, cũng không phải là việc dễ dàng. Các ông nghe bộ kinh này mà có thể vui mừng tín phụng thọ trì là việc khó trong khó. Thật là không có việc gì khó bằng. Cho nên pháp của ta là như thị tác, như thị thuyết, như thị giáo. Hãy nên chân thật tín thọ như pháp tu hành. Sau khi Thế Tôn tuyên nói kinh này, vô lượng chúng sanh đồng phát tâm vô thượng chánh giác. Có ngàn vạn ức chúng sanh đắc được pháp nhãn thanh tịnh. 22 ức chúng sanh chứng đắc quả vị A-na-hàm. 80 vạn tỳ kheo đoạn tận phiền não chứng quả A-la-hán. 40 ức Bồ-Tát chứng quả vị bất thoái A-duy Việt Trí. Dùng công đức của việc phát thệ nguyện rộng lớn mà tự hành trang nghiêm, sau cùng tất cả sẽ thành Phật. Lúc này 3000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách, hoàng minh chiếu khắp 10 phương cõi nước. 100000 loại âm nhạc tự nhiên trỗi lên, vô lượng diệu hoa từ trên trời rơi xuống. Bồ Tát Di Lặc cùng chư Bồ Tát trong 10 phương, trưởng lão A Nan cùng với các vị đại thanh văn, hết thảy đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ vô cùng, tín thọ phụng hành.
Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.